Chào mọi người, quay lại với kênh Cân Cấu Nhật Bản của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cân để mọi người mua ủng hộ nha. Hôm nay có 4 cây cân mini. Đây, mình sẽ giới thiệu 4 cây cân mini trước. Đây, một cây cân mini, con khá là đẹp. Cây này thì nặng 100g. Đọt này này là 1.8 nha mọi người. Đọt này 1.8. Cây này vươn ra 1m65, thu vào là 43 cm. Này, mọi người xem các đốt ở phía trong, con rất là mới. Sipak. Này, khuyên thì tất cả đều là khuyên đá xám nha mọi người, khuyên đá xám. Các đầu này đều bọc inox hết, rất là đẹp. Bạt này là bạt vặn. Đây, bạt vặn nha mọi người, bạt vặn. Cái này là cả này thì được làm bằng xốp, xốp nhẹ. Cái này cái số 1. Cái số 1 này mình bán 160 nha mọi người. Ok. Cái số 2. Cây số 2 cũng là một cây cân mini, cây này nặng 120g. Đọt này là đọt 1.7 này, 1.7. Cây này vươn ra được 1m8, thu vào thì 40cm. Đây, vươn ra 1m8, thu vào 40cm. Đó. Rồi. Đọt này. Đọt nha. Đây, mọi người xem các giống ở phía trong. Đó, các giống ở phía trong còn đẹp. Đây, bọc inox thế này. Đó. Này, khuyên thì 1, 2, 3, 4. 4 khuyên. Đây, có hơi bị ổ xanh. Hơi bị ổ xanh nha mọi người. Bạt thì bạt vặn. Bạt vặn này mà bạt vặn inox không rỉ nha mọi người. Cái này là gỗ. Gỗ dăm. Gỗ kiểu như xốp á. Đây, mình chút cho cuộn giấy. Cái này mình bán 150 nha mọi người. Cái số 2, 150. Số 2, 150. 150. Mình nói là cái số 1 xíu. Cái số 1 là có 5 khuyên, bao gồm cả đầu bú nha mọi người. Rồi, thêm một cái mini nữa. Cái này là nhựa. Cả cái này chất liệu đều là cái này là fib này. Cái số 1 là fib. Cái số 2 cũng là fib nha. Cái số 3 thì là nhựa. Nhựa. Cái này nặng 120g. Đọt á là đọt 1.8. Đây. Đọt 1.8. Vừa ra 1.7, thu vào 45 cm. Này, khuyên inox trượt. Này, mọi người xem các giống ở phía trong. 1, 2, 3, 4, 5 giống. Đó. Ok. Khuyên á, là khuyên inox không rỉ, không có đá ở phía trong nha mọi người. Cái này vốn gì của nó không có đá chứ không phải là mất đá đâu. Bát là bát vặn. Đây, bạt vặn nha. Cái này cái số 3, mình bán 140. 140. Rồi, số 4. Số 4 là một cái cân rút nửa. Cái này nặng 140g. Đọt cũng là đọt 1.7. Vươn ra 2m1. Thu về là 47 cm. Đây, cái này chất liệu cũng là fib. Fib nha mọi người. Đây, mọi người xem các giống ở phía trong. Hai mươi một in chi nha nè chi boy. Đây, cái này con khá là mới, chỗ này có bị hoen rỉ xíu thôi. 1, 2, 3, 4, 5 khuyên bao gồm cả đầu bú nha mọi người.
Rồi. À quên, 1 2 3 4 5 6 giống. 6 giống. Bà trời bạch văn. Inox không rỉ. Cái này như nhôm á, nhôm hợp kim. Cái này là cái số 47106. Rồi. Đây. Mọi người hỏi cái này thì để mình nở 1 2 3 4 5 6. Cái cân số 2 cũng là 6 giống. Cái cân số 1 mấy giống đây? 1 2 3 4 5 giống. Ok. Bốn cái cân này, bốn cái cân dấu trong cốp xe, dấu vừa đi câu này. Con cá thì đem về đi nhậu, không thì cho ba hàng xóm. Rồi. Cái số 5 là một cái cân của Daiwa. Cân rút. Cân này cũng là cân tay trợ máy. Cân rút nha mọi người. Đây. Cái này bị mất cái đầu bu. Mất đầu bu chứ không phải bị gãy đọt nha. Này. Mất đầu bu chứ không phải gãy đọt nha. Đây. Cái này ngoại hình của nó thì theo mình thấy còn khoảng 50%. Cái này dài nặng 540 g, đọt 1.8, dài 58. Thu về thì là 109 cm. Rồi, mọi người xem đọt của nó nha. Cái này flip nha mọi người. Đây. Rồi. Đó, một đốt này. Hai đốt. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy đốt nha mọi người. Bảy đốt cả thải. Con khuyên của nó á. Để mình nói tới phần khuyên. Khuyên của nó đây là 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyên đây là khuyên nhựa. Đây, 1, 2, 3, 3 khuyên bị nứt. 4 khuyên con đá, 1 khuyên mất đá nha. Đó. Cái cân đai qua này. Ở đây người ta bọc nhờ này. Bọc nhờ này. Đó. Cái này cái số 5, mình bán 350. À, cái bát của nó là bát Fuji FS7. Bát trượt Fuji FS7 nha mọi người. Fuji FS7. Rồi, cái số 5. Cái số 5 này mình bán 350. Số 6, một cái cân phíp nữa. Carbon mix drone. Ủa, cái này carbon à? Đâu phải. Cái này flip chứ ta. Cái này thì mình thấy flip mà không biết sao nó ghi carbon à. Cũng hiểu lắm. Cũng chắc lắm. Thôi cứ cho flip đi. Đây. Cái này thì nó cuộn nhờ. Đây. Đây. Cái này thì ngoại hình cũng chỉ còn khoảng 50% thôi. À, cái này nặng 340 g, đọt 2 ly. Cái này vươn ra thì được 4,5 m. Thu vào là 108 cm nha mọi người. 108 cm. Đây, mọi người xem đọt này. Đây, đọt của nó đây. Rồi, mọi người xem các giống phía trong luôn. 1 2 3 4 5 6. Nó có 6 giống cả thải nha mọi người. 6 giống hết. Rồi, 6 giống. Giờ tới phần khuyên. Khuyên thì mình thấy ở đấy á là chỉ có cái khuyên mà khuyên chỉ có cái đầu bú á là có đá thôi. Còn lại tất cả những khuyên này đều khuyên inox không đá. Khuyên inox không đá. Một khuyên trượt này, khuyên trượt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 khuyên mà một cái khuyên đây bị gãy một chân này. Còn cái này thì mất vòng khuyên. Còn tất cả cái này đều có bọc inox cường lực hết.
bát của nó là Fuji FS7. Mình nghĩ nếu như ai mua cái cân này á thì mua về mục đích chỉ là để lấy cái cân trắng thôi, còn này làm lại khuyến thì sướng hơn, cân trắng với cái đầu bú thôi, còn này làm lại khuyến thì sướng hơn. Còn ai thích để như vậy cấu cũng được không sao. Đó, lấy được cái bát Fuji FS7 nữa, ngon nữa, bát trượt rồi. Ok, cái này cái số 6. Cái số 6 này thì mình bán cân trắng như là cân trắng thôi nha, 250. Rồi, số 7. Số 7 thì là một cái cân hiệu gì đây? Không thấy ghi hiệu. 36. Nó bị mất nắp phía sau đây mọi người, mất nắp ở phía sau đây nha. Đây. Phần đọt này á, phần đọt này cũng bị gãy mất rồi. Phần đọt này bị gãy rồi. Đây. Cái này nặng 180 g, đọt 1.6, đọt con dài á 1.6, dài 36, thu vào 104 cm. Mọi người xem ngoài hình các giống ở phía trong thử xem. Thật ra nếu như cái này là fib nha mọi người. Thật ra nếu như mình á, mình mua cái này thì mình sẽ về để lấy khuyên. Còn nếu như mà ai thích chơi nữa thì lấy khuyên, lấy bát. Còn ai thích tốt hơn nữa, ai muốn chơi nữa thì cái này về mua lại cái đầu bú. Mua thêm một cái đầu bú 1.6 nữa gắn vô đây thì sai vẫn tốt, không có vấn đề gì hết á. Khuyên thì đây có 4 khuyên đá xám nha mọi người. Chỗ này thì hơi rỉ. 4 khuyên đá xám. Bát. Bát này là bát inox không rỉ, mà ở đây có bị hơi hoen này. Bát inox. Bát trượt inox. Đó. Ok. Cái này mình bán với giá rất là beo. Cái số 7 là 120k. Về mọi người mới lấy mấy cái khuyến với cái bát không là đủ dư tiền rồi. Đó, mình nói thật đấy. Rồi, tiếp. Một cây này, cây đai qua thế vậy. Rồi, đai qua 39. Đây, mọi người xem nhé. Phần này được bọc nhờ này. Đó. Cây này thì là nặng 200g. Đọt của nó đọt mảnh 0.9, dài 3 mét, vươn ra 3m7, thu vào 87 cm. Rồi mọi người xem đọt cho mình này. Đây, đọt mảnh dài. Đây, khuyên trượt 1. Mọi người xem các ngoại hình giống phía trong nhé. 2 3 4 Rồi, 5 giống ở trong thì còn được. Này, nói về khuyên này, khuyên thì cái khuyên cái này bị mất rồi này, người ta buộc lại cái nhựa gì đây này, thôi kệ người ta đi. Đây, còn đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 khuyên, thì 3 khuyên đầu tiên với đầu bú á, lấy nóc ở phía trong có đá trắng. À, đá xám. Đây, khuyên này, một khuyên trượt này cũng có đá xám này, inox này. Còn này, ba khuyên này thì đều có đá trắng. Hai khuyên bị nứt về nhỏ kéo lại. Rồi, mọi người xem qua ngoài hình một tên nữa nhé. Đây qua. Bát này, bát FK Fuji FK FS5. Bát trượt. Đây, cây này mình bán 140 ngàn. Cái số 8, 140. Đây, cây này nếu như bán á thì coi như lấy được cái cần trắng về thay khuyên. Cần trắng như thế này mà 140 thì cũng rẻ. Rồi, một cái cần hai khúc. Cây này thì mình thấy ở đấy á, đây có cái chuông. Cái này là cân này hai cái đốt phía trên,
cân này là bằng nhựa, nhựa tổng hợp nha mọi người, nhựa này rất là bền và cứng. Này, đồ thứ nhất này, có 1, 2, 3, 3 cái khuyên inox xoắn, không đá nha, khuyên này là khuyên không đá. Đây, cái đọt này á, đọt này là 2 ly 4. Ok. Rồi, ở đây phần phía dưới này bọc inox này. Bọc inox nha mọi người, đây, bọc inox này. Rồi. Cả cái này á cũng là inox, phần cản với phần đó khúc ở giữa cũng bọc inox. Khuyến thì đây. Inox xoắn, inox xoắn. Đây, tổng cộng 1 2 3 4 5 cái khuyến. Cản này dưới này căn gỗ. Này, bạt đã bật vặn, bạt inox không rỉ bật vặn. Cái này nặng 320 gram. Đọt 24. Vươn ra là 2,3, thu vào là 80 cm. Đây, nó là như thế này đây. Đẹp. Ok. Cây này là cây số 8. Mình bán 250. Rồi, số 9 là một cây, cây này á thì nó ghi handbon. Handbon chứ ghi là carbon. Nhưng mình thấy chất liệu của nó thì chất liệu là carbon. Súp, cân súp 27. Cái cân này thì con khá là mới, chỉ mỗi tôi là bị mất cái nút ở phía dưới này thôi. Mất nút ở phía dưới này thôi. Đây mọi người xem qua ngoài hình của nó đi. Cây này nặng 200 g. Đọt 23. Vượt ra 2,7, thu về là 98 cm. Đó. Đây, đọt. Đồ cứng này theo mình thấy là 20. 20 trở lên nha mọi người. Đồ cứng 20 trở lên. Rồi, mọi người xem ngoài hình các giọng ở phía trong. Đây. Này, mình thấy ở đây là có gân carbon này. Mờ quá. Đây. Gắn carbon nha mọi người. Đó, đó, đó. Cái cân này có 3 khúc. Rồi. Ngoài hình cả khúc ở phía trong rồi vậy đó. Đây, gắn carbon hết. Đó. Khuyến á, khuyến thì cái này có 1 2 3 4, 4 khuyến, tất cả đều khuyến đá trắng. À đá đen, đá xám. Nhưng mà mấy chỗ này bị rỉ rồi, về mọi người đánh cược lại. Chỗ này thì có bọc inox. Bạt của nó là bạt vặn. Đây, bạt vặn nhá. Đó. Rồi. À ok, cái này thì mình bán 350. Cái số mấy rồi? Số 9, 350. Một là một cái cân 2 khúc. Đây. Chỗ này nó bị oxy hóa đây mọi người. Đây. Cái cân này á thì nó là nặng 180 g, đọt của nó đọt 2,5. Cái này vươn ra được 2 m. Đọt 2,5 vươn ra được 2 m, thu vào là 83. Ủa sao vươn ra 2 m và thu vào có 85 cm. Đây, đợi mình một chút. Đo lại thử xem. 1 2 3 4. Nhầm,
Cái này thu vừa ra 1,6 nha mọi người. 1,6. Vừa ra 1,6, thu vào là 83 sen. Đó. Đọt của nó đây. Cây này thì có 1, 2, 3, 4 khuyên. Khuyên này khuyên inox xoắn. Không có đá. Nhưng mà cái khuyên thứ tư này á, thì nó bị đứt rồi này. Này, đứt rồi. Mọi người về thấy cái khuyên này đi. Cái này mình lấy inox mình tự xoắn còn được không sao. Mình bán rẻ lại cho mọi người về thay cái khuyên. Cái này thì về vô mở cái, vô dầu cái thì nhét vô ok thôi. Rồi. Tất cả đều có bọc inox ở các điểm nổi nha mọi người. Để tăng độ bền. Này, inox này. Inox này. Rồi, bắt. Bắt ra vặn. Chỗ này thì nó hơi bị oxy hóa. Về mọi người đánh cược cái nó sạch ra. Cái này là cái số 11, mình bán 150 ngàn. 11, 150. Rồi, 12. Cái cân này hiểu gì mình cũng không biết nữa. Nó mơ hết rồi. Một cái cân rút. Đây nó có ghi hiệu gì ở đây đây. Daiwa. Vì đây có chữ Daiwa nha mọi người. Đây. Cái này đọt của nó á. Cái này nặng 240 g, đọt 1 ly. Dài vươn ra 46, thu về 92 sen. Đây, đọt một tí này mọi người. Ok. Đây, một đốt, hai đốt, ba đốt. Bốn đốt. Năm đốt, sáu đốt. Sáu đốt hết nha mọi người. Sáu đốt hết. Ở cái chỗ này á, ở chỗ này này là mình quấn bằng keo lại, nhưng thật ra cái chỗ này nó bị đứt tươi ra rồi, đứt tươi ra rồi này, đứt tươi này thì cái này á mình quấn bằng keo để giữ lại cái khúc này thôi. Thật ra không cần khúc này á thì cái cân này rút ra vẫn có thể giữ được, vẫn có thể giữ được, vẫn câu được, nhưng mà mình giữ lại khúc này để về để mọi người quấn nhờ lại chỗ này đổ keo vào cho nó bền nhá. Còn đây mọi người xem các cái đâu đều có bọc inox để chống nứt, chống bể hết. Cái này thì bình thường là nếu như mà tốt á, thì mình sẽ bán khoảng 250, nhưng mà vì có cái lỗi đó thì mình sẽ bán rẻ lại để mọi người về từ quấn nhờ nhé mọi người, quấn nhờ đổ cước à, đổ keo. Cái này cái số 12 mình bán 100 ngàn. Này. Rồi, 13. Một cái cân tay trơ máy. Cân rút. Mọi người xem giống mình nha. Kích xúc. Kích xúc nghĩa là gì ta? Cái này nặng 250 g. Đọt 2,4 ly. Vươn ra 26. Thu về là 99 sen. Rồi, ngoại hình tổng thể của nó đây. Đọt 2,4 ly. Đây, đọt này đọt tháp chưa được. Độ cứng này thì mình thấy khoảng 15 cho tới 20 nha mọi người. Rồi, các dòng ở phía trong mọi người xem thử đi. 1 2 3 À, để mình nói cái. Cái này á thì chất liệu của nó là nhựa. Cái số 12 này chất liệu của nó là fib này.
Cái số 7 này chất liệu của nó cũng khít này. Cái số 12 này chất liệu phíp nhá. Cái này thì chất liệu nhựa tổng hợp. Cái này phải nhựa đó. Để mình mở ra mình xem là thì sao. Mở được rồi. Thôi cứ cho nó nhựa đi. Khuyến của nó á, thì khuyến cái đầu bố này á là khuyến inox đá trắng. Còn mấy cái khuyến này á là khuyến nhựa. Cái này rất là hiếm hoi ở chỗ á, khuyên nhựa mà không bị bể, chứng tỏ nó sai rất ít. Ở trong đây có đá trắng hết nha mọi người. Đá trắng hết. Bát á, rồi bát vặn. Bát vặn. Phần cản này này được làm bằng nhựa. Nhựa nhám để mình cầm khỏi bị tuột. Ở đây còn có một cái gợi gì của nó đây này, này. Móc. Mình dán vào đây. Ai về lấy thì gỡ đấy. Cái này cái số 13, mình bán 200 nha mọi người. Rồi, 14. Một, 14 nào cái cân ấy, cái cân cái một cả hành đâu đây. Cân đập dẻo. Đập mạnh. Đó. Cái này thì nặng 80 gram, đọt là đọt 1 ly. Đó. Đọt 1 ly nha mọi người. Còn cái này để mình xem nó dài bao nhiêu này. Ủa. Sorry mọi người. Đây mọi người, cái này cái cân này bị lỗi rồi. Thôi cái này để riêng ra đi. Cái này để riêng ra đấy nhá. Cái cân này bị lỗi rồi. À không phải lỗi. Không phải lỗi nha mọi người. Đúng của nó rồi. Nhầm. Cái này là 2 1 2 3. 1, 2, 3 mét 2 4 mét rưỡi. Cái này gần 1 mét rưỡi. 1 mét 4 mấy á, gần 1 mét rưỡi nha mọi người. Ồ, đúng rồi, cái cân này bị lỗi rồi. Thôi, sorry mọi người. Cái này mình bỏ riêng ra nha. Cái này bị lỗi rồi. Cái động biểu lộ này. Rồi. Tới một cái cân này là cân Olympic này mọi người. Đây mọi người xem ngoài hình từ đây đi. Ở dưới này hình như nó bị mất cái nút kia, bị mất cái rén gì á, người ta có. Ở đây vẫn còn cái nút, nhưng mà người ta có cuộn cao su, cuộn băng keo ở đây. À, cái này á thì nặng 340 gram. Đọt là đọt 2,5 ly. Vươn ra 38, thu vào là 110 cm. Thu vào 110 cm nha mọi người. Black King. Đây. Cái này thì mình nghĩ nó là carbon. Nhưng mà mình không có mở ra để mình xác định được. Nhưng mà cũng có thể là fit. Thôi thì mình cứ cho cân fit đi. Cái này thì ngoài hình còn khoảng 60% thôi mọi người. Mình cứ cho nó fit đi nhá. Ngoài hình thì còn khoảng 60% thôi. Đọt của nó đây. Độ cứng này thì khoảng là 30 nha mọi người. Độ cứng 30. Đó. Mình xem các giọng phía trong nha. 1 2 3
4 giống. Rồi, cái này mình cứ gọi là phíp đi. Mình nghĩ cái này carbon, nhưng mà mình thấy cái nào để phân biệt được carbon phải mở ra xem các giống ở phía trong và phía đuôi mới biết được. Con này thì nó không ghi, nhưng mà thôi cứ coi là cần phíp đi. 4 giống. Rồi. Khuyên thì có 1, 2, 3, 4, 5 khuyên. 5 khuyên bao gồm cả đầu bu, tất cả đều là inox ở ngoài, ở trong là đá đen. Cái này thì bị đứt ở đây, đứt ở chỗ này, nhưng mà không ảnh hưởng. Ở trên này vẫn còn một khuyên, một cây đỡ này, cho nên sao vậy đó. Khuyên này tất cả đều là khuyên Fuji hết nha mọi người. Fuji này đó, khuyên xịn hết. Cây này 39, à 38, 39 đó. Đây, bà trà bạch trượt Fuji F7. Ok. Cái này thì mình bán nhiều tiền ta? Cái này mình bán 400 nha mọi người. Cái số 14, 400. Còn như cái này chất là phíp nha mọi người. Ai mua hàng thì anh hệ mình là 0786 55 5599. Bây giờ Đà Nẵng. Cảm ơn mọi người nhiều.